Hôm trước nhá, chị đi ở xem ở trên TV á, có các bạn nhỏ nhá, trông ăn mặc rất là khổ ấy, xong đến đấy lấy quần áo ấy, nhưng mà mình vẫn hay quyên góp quần áo ở trường rồi nên là chị cũng không biết là đầu ngõ nhà mình mới có à em? Thế chị có cách thì hay lắm, tí nữa chị em mình sẽ đi ra gặp các bạn nhỏ trong xóm nhà mình, xong á bảo các bạn ấy thu hết quần áo cũ, đồ chua cũ mang ra cho các bạn ấy có được không em? Trông mấy bạn kia mặc quần áo tắt nhỉ, ra các thứ ra tiếp thủ các kia lấy quần áo thật là tội nghiệp. Hôm nay mình rất muốn Susi, dạ? Em làm gì đấy? Đi chơi mà, hôm nay hẹn nhau đi chơi mà. Chị không biết đâu. Nó sao? Em đang gấp quần áo để cho những người vô gia cư. Ở ngõ nhà mình mới có cái thủ cho những người vô gia cư, người ta lấy quần áo ở đấy đấy. Ồ thế ạ? Chị không biết. Thế em nhận cái quần áo để mang cho các bạn ấy nhá. Vâng. Thế à? Có thể bình thường thì chị cũng thấy trên TV có ấy, nhưng mà chị không biết là đầu ngõ nhà mình mới có. Ôi chị ơi, để đây chị gấp cho. Đây là quần để khác. Hôm trước nhá, chị đi chị xem ở trên TV á, có các bạn nhỏ nhá, trông ăn mặc rất là khổ ấy, xong đến đấy lấy quần áo ấy, nhưng mà mình vẫn hay quyên góp quần áo ở trường rồi nên là chị cũng không biết là đầu ngõ nhà mình mới có à em? Thế chị có cách thì hay lắm, tí nữa chị em mình sẽ đi ra gặp các bạn nhỏ trong xóm nhà mình, xong bảo các bạn ấy thu hết quần áo cũ, đồ chua cũ mang ra cho các bạn ấy có được không em? Hay quá. Hay không? Thế bây giờ gấp hết quần áo của em trước nhá, xong rồi qua nhà chị nhặt đồ nhà chị xong rồi và các bạn trong xóm cùng mang ra nhá. Áo đi em. Chú cũng có nhiều quần áo cũ nhỉ. Đợt vừa rồi trường mình chả bảo ủng hộ, chị đã mang cho hết rồi đấy, đúng không? À không mặc vừa nữa rồi hả? Đúng rồi đấy, các bạn ấy rất là khổ, nhiều bạn không có nhà ấy, không có quần áo mặc cơ, thì chúng mình cho bạn ấy đi cho đỡ phí. Em gấp nước cái đấy đi, xong rồi hai chị em mình cùng nhau đi nhá. Ủa nhà chị đã có nhiều đồ chơi của em bé lắm, em chị ăn nhiều cực luôn. Đẹp quần nhưng mà phải trồng lên nhau. Đấy. Đi, có giày. Bây giờ sang nhà chị nhá. Xong rồi sang nhà cái chị. Cái giày màu hồng. Đấy. Nhà chị đó còn có mấy đôi giày chị đi chặt nữa rồi, chị sẽ mang cho các bạn ý. Được không? Dạ. Tiếng hay nhở? Chị thương các bạn thì lắm ấy. Xong rồi sang nhà mấy bạn tí mấy bạn em ấy. Bảo là chị thấy nhà bạn tí nhiều đồ chơi lắm. Đúng không? Các bạn nhá, mẹ bạn đi chiều mua bao nhiêu đồ chơi. Bây giờ sang nhà chị trước nhá. Xong rồi chúng mình sẽ ra cái tủ quần áo dành cho người vô gia cư, chúng mình sẽ để ở đấy cho các bạn ấy nhé. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.